dân chủ thì như thế nào, giống như cái ngày mà tụi em thằng Nguyễn Trọng Nghĩa nó chạy ra ngoài ở ngoài cho tăng nó quậy ở ngoài đó, cái nhóm của tụi em á là muốn đánh thằng Trọng Nghĩa đúng không, nhưng mà tụi em ra giá cho hải ngoại 15.000 đô tụi em mới quýnh, hải ngoại trả không đủ 15.000 đô là tụi em không quýnh. Chính em nói chuyện với chị và thằng gì đó nói chuyện với chị còn mới nói gì nè, ôi trời, vậy là tụi em đâu phải là những người đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho quê hương, mà tụi em chính là những cái người lính đánh thuê. Các bạn, đây là một cái live stream của một cái nhóm ở một cái nhóm mà treo cờ vàng á. Tôi nói các bạn là nó đang có cái ra giá để mà đánh người này đánh người kia. Thế thì bây giờ cái tuyên ngôn đấu tranh bất bạo động của nó đâu rồi? Thời gian qua chúng ta thấy đó, là như trường hợp của ông Nguyễn Thanh Tú đó, là con của nhà báo Đặng Phong đó, thì ông nhà báo cùng những người khác đã bị cái tổ chức Việt Tân nó khủng bố và nó giết hại đó. Thì thời gian qua các bạn thấy rất rõ đó chính là cái chiêu bài của cái tổ chức khủng bố Việt Tân, đó chính là khủng bố những cái người chống lại cái hoạt động của nó. Và vừa thời gian vừa qua thì các bạn thấy rất rõ đó là nó bắt đầu nó khủng bố ngược trở lại những cái người đấu tranh chúng ta. Tôi thấy rất là rõ là đang có sự chống phá bằng trên cả nó lợi dụng một số người ở trên mạng xã hội để mà đấu tố các cái nhóm cờ đỏ đó, gán ghép những cái từ như là khát máu hay là bò đỏ này để mà làm cho cái tiếng nói của những người phản bác với các luận điệu của nó mất đi. Đó chính là cái vấn đề mà thời gian qua chúng ta thấy. Thì bên cạnh đó thì nó thấy rất là nhiều người được rót tiền, như là việc kêu gọi, chúng ta thấy cứ hễ một lần mà một người nào đó bên cái mảng đấu tranh dân chủ mà chỉ cần mà bị đánh thôi thì ngay lập tức sẽ có các cái tổ chức nó vô nó cho tiền quỷ lạo. Như thời gian qua như là Trương Văn Dũng mà nó bị dân đánh đó, thì nó cũng gán tố cáo cho công an đánh, rồi sau đó nó vận động hải ngoại để mà cho tiền. Cũng như cái vừa rồi đấy, cái vụ việc của mình đó, thì nó cũng là yêu cầu hải ngoại cho 15.000 đô để mà xử lý mình. Đó là vấn đề. Anh Bằng à? Anh Bằng không thấy cái camera của anh Bằng, để em mời anh lên. Không thấy camera của anh Bằng ơi, anh thoát ra rồi vô lại xem. Rồi, để camera nằm ngang nha anh. Em để máy nằm, cái camera nằm ngang sẽ lên được thôi. Rồi em mời rồi đó. Nói hôm nay tự nhiên lên ngồi tâm sự với các bạn, bữa nay là tâm sự thôi chứ không phải là có chủ đề gì sẵn, cho nên là cứ lên nói thôi. Các bạn nào mà muốn nói chủ đề gì đó thì các bạn gợi ý, cái nào mình biết mình nói vậy. Chà, anh Bằng phải để camera nằm ngang mới được anh ơi. Em để máy nằm ngang á. Chính xác. Rồi, bó tay anh luôn. Chắc bị sự cố gì rồi, lên không được. Có nước anh thoát ra rồi anh vô lại á.
nói thời gian cách đây là khoảng 10 năm thì nó thẳng ở chỗ cái địa phương mình hoàn toàn không có cái gì. Mỗi cái cao lãnh này chỉ có một cái công viên một. Thiếu nhi không có chỗ nào để vui chơi. Rạp chiếu bóng hiện tại là cũng không có, chỉ có một số cái điểm chiếu phim, ví dụ như là một số quán cà phê người ta chiếu phim dịch vụ. Nên là họ mở ra quán cà phê rồi mở nhiều tivi lên rồi mở cho khách xem, nhưng ngoài ra là không có một cái điểm nào gọi là vui chơi giải trí dành cho cái dân địa phương ấy. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy hiện tại thì ở địa phương của mình nó có rất nhiều các cái nơi vui chơi giải trí về thể thao, về văn hóa. Ở đây thì không được như thành phố là cái nơi tập trung của nhiều cái nhân tài, của nhiều nghệ sĩ ở nhiều tỉnh để mà lên trên đó họ biểu diễn cho nhân dân xem. Ở đây thì chỉ có những cái đoàn văn công của nhà nước họ tổ chức để mà phục vụ cho nhân dân. Thì đó các bạn, đó là thời gian qua đó, mà trong vòng 10 năm trở lại đây các bạn sẽ dần thấy sự thay đổi, thay da đổi thịt của cái địa phương của mình. Giờ nó không thể nào tưởng tượng nổi đâu các bạn. Tất cả nhiều đường xá được làm, nhà cửa được tập trung, được quy hoạch. Và khi nói tới quy hoạch thì tôi nói các bạn là có giải tỏa và đền bù. Tôi rất là, nhà tôi thì có quán cà phê, thế cho nên đó là nó lại gần ở một cái khu, cách cái khu mà đang giải tỏa đền bù nó khoảng vài trăm mét. Ở đó nó thì các bạn là tôi nghe, tôi ngồi quán tôi nghe được những cái mưu kế thâm sâu của những cái người được giải tỏa đền bù. Họ quyết liệt đấu tranh với nhà nước như thế nào để được cái giá cả đền bù tốt nhất. Bài mưu tính kế rất là nhiều. Đó, cho nên là các bạn thấy ha, hôm nay á, là có người thì có nhà, không có đất thì cũng phải làm sao, ráng làm sao, kiên trì như thế nào. Nghĩa là ở lì không chịu đi, để mà chừng nào nhà nước cấp cho miếng đất mới chịu. Hay là có đất rồi lại không có nhà thì lại cố gắng cất cái chòi nào đó lên để mà qua mặt nhà nước để chi, để mà kiếm cho được cái bồi thường về cái nhà. Không, hay là không có hộ khẩu thì phải ráng kiếm cho được cái hộ khẩu để mà được cấp đất. Tới các bạn rất là nhiều chiêu trò, và từ cái việc đền bù giải tỏa thôi thì cò đất xuất hiện rất nhiều. Tôi nói bạn cò đất kinh khủng. Có mỗi khu giải tỏa thôi mà tôi thấy đâu là 5-7 ông cò đất. Nghĩa là đất đó chưa, nhà nước chưa giải tỏa, chưa đền bù mà nó đã vô tay cò hết rồi. Mà cò nó cũng bán cho ai bán hết rồi. Nên là rất là nhiều người, tôi nói các bạn đó là dân ta là dân gian, dân ta rất gian. Như tôi nói là có một cái khu đền bù giải tỏa, nhà nước đền bù 14.400.000 mét vuông, họ đòi phải 20 triệu họ mới chịu đi. Nhà đó thì có 68 mét vuông, họ cơi nới ra đất công, họ cơi nới ra ở, sau đó kê lên 300 mét vuông bắt nhà nước bồi thường. Khi nhà nước đó nó bồi thường, đưa sổ, như sổ đỏ đây, đưa sổ đỏ nhà nước nói 68, ông sổ ông 68 bồi thường 68 mét vuông, không chịu, cử nữ thưa kiện. Tôi nói các bạn, dân của mình nó quen thì nhiều lắm, cứ như thế mà làm dân quen thôi. Nó gian xong rồi nó mới quan. Không, thưa kiện, thưa ra tới trung ương. Thưa ra tới trung ương, bắt đầu gia nhập vô các đám dân quan, thành dân quan thôi. Cho nên đó, đừng, các bạn đừng bao giờ ra đường thấy cái, ngay trước cửa các ủy ban tỉnh hay ủy ban phố mà thấy có dân gọi dân quan đó, các bạn đó chưa chắc họ quan đâu. Họ không chấp hành các cái quyết định luật pháp. Nghĩa là cơ quan nhà nước người ta thực hiện các cái quy định của luật pháp, đã ra quyết định rồi, trên cơ sở pháp lý rồi. Nhưng mà những cái nhóm dân này họ không chịu, họ cố lì, họ không chấp nhận những cái quyết định đó, bởi vì họ muốn hơn nữa. Tao nói vét cho đầy, vơ vét cho đầy thứ tham, được voi đòi tiên. Tôi nói các bạn là chỉ cần các bạn đến những cái khu giải tỏa, các bạn đến các quán cà phê xung quanh các khu giải tỏa, các bạn sẽ nghe được rất là nhiều việc. Phải nói là dân ta gian lắm, không bao giờ có cái chuyện mà các bạn thấy nhà, các bạn đang thấy đụng ra cái nói nhà nước cướp đất, đụng cái họ nó hòa nhà nước cướp đất của họ.
Tôi nói bạn, nói riêng về mảng đất đai, tôi nói này, luật pháp ta đã quy định là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu, thống nhất và quản lý. Có nghĩa là trong quá trình sử dụng đất, nhà nước thấy, nhà nước giao đất cho ông Nguyễn Văn A bao nhiêu đất đó để làm cái này làm cái kia, trồng trọt chăn nuôi, giao đất cho làm cất nhà ở. Nhưng mà ông Nguyễn Văn A này nè, ổng vì sử dụng đất sai mục đích làm hư hại đất đai hoặc là không sinh lợi được cho đất, thì nhà nước thu hồi đất lại và giao cho một cái đối tượng khác, ông Nguyễn Văn B nào đó, để tổ chức sản xuất, để trồng trọt chăn nuôi, để làm cái này cái kia tốt hơn, có giá trị hơn. Đó là việc tổ chức quản lý đất đai của nhà nước. Ví dụ như là bây giờ đất cấp cho ông để ông cất nhà, nhưng mà ông mua đất nhiều quá, ông đâu cất nhà ở hết đâu, ông để quan quá cho cỏ mọc tùm lên, thế nó thành đất quan. Thế nhà nước thấy ông để nó không có mang lại giá trị gì cả, nhà nước thu hồi đất đó lại giao cho ai? Giao cho những cái người có cái nhu cầu để mà ở cái đất đó. Không, người ta không có đất cất nhà, trong khi ông có quá nhiều nền nhà, thì nhà nước phải thu hồi những cái đất đó lại để giao cho những người khác. Quá trình thu hồi có thể có đền bù. Dĩ nhiên là cái giá trị đó nó phải mang giá trị thực chứ không phải là giá trị ảo. Nhưng đất đó ông trong tay ông không có nói nhiêu giá đâu được. Nó phải trên cơ sở định giá của nhà nước, trên cái mặt bằng chung. Có nhiều người nói đất này tôi bán 3 tỷ, 4 tỷ, tôi không chịu bán 100, 200 triệu. Trong khi mặt bằng chung của đó nó chỉ giá 1, 200 triệu. Và tự chúng ta nâng cái giá trị chúng ta lên. Đó, cho nên chúng ta thấy đây đơn giản, rất là đơn giản điều đó là bản thân người dân luôn luôn nói là nhà nước cướp đất. Nhưng đất đai ở đây, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước chỉ là quản lý. Đất nó cướp xong đem đi đâu? Theo các bạn, nhà nước lấy đất lại làm gì? Các bạn nói nhà nước lấy đất lại, nhà nước làm cái gì? Có phải lấy đất lại là để làm công trình này, công trình kia, là để mở đường không? Để thêm đường, rồi làm mở, làm chợ, làm khu công nghiệp, làm những cái có lợi ích cho cái cộng đồng chung này. Ví dụ như tôi giải tỏa một cái khu đất 300-400 hộ dân ở đó, nhưng mục đích của tôi là tạo ra một cái công viên thật to để phục vụ cho dân cả cái tỉnh này, 1 triệu mấy người dân sẽ được hưởng lợi ở cái công viên đó. Hay là tôi giải tỏa khu đất đó để làm một cái bệnh viện thật to, thì người dân chẳng những ở cái tỉnh này được hưởng mà cả cái vùng này nó được hưởng. Ví dụ tôi tổ chức thành một khu công nghiệp, thì chẳng những dân ở đó được vô làm công nhân ở đó, mà những người công ở những nơi khác, những tỉnh khác cũng là có cơ hội việc làm ở khu công nghiệp đó. Cho nên ở đây nhà nước khi thu hồi một cái nguồn đất về là để quản lý tốt hơn, là để làm cho nó có giá trị hơn. Ví dụ như là bây giờ những cái khu, ta nói thẳng là khu ổ chuột đi, chỉ có thể là quy hoạch toàn bộ khu đó lại để làm cơ sở hạ tầng tốt hơn, sau đó phân lô lại, phân nền ra để người dân cất nhà theo quy hoạch, để cho nó đẹp xá, đẹp phường, phố phường đẹp, ngăn nắp nề nếp. Chứ như khu ổ chuột bây giờ cái xe du lịch vô không được, các bạn giàu có mấy nhưng mà không giải tỏa con này, không làm được con đường to hơn, làm sao mà các bạn mua xe du lịch để vô được. Cho nên ở đây chúng ta khẳng định một điều, đó chính là có nhiều người họ vì cái quyền lợi của cá nhân họ mà họ sẵn sàng miệt thị cũng như là xuyên tạc bịa đặt về nhà nước ta. Dĩ nhiên ở đâu đó, ở địa phương nào đó, nó cũng có những con người chưa tốt, cũng có những cán bộ chưa tốt. Nhưng chúng ta cũng phải khẳng định một điều này, con người đó ở địa phương đó, nó cũng bị sự quản lý của luật pháp. Mà khi ta đã phát hiện ra nó xấu thì chắc chắn rằng nay mai luật pháp sẽ rờ tới nó và nó sẽ bị trừng trị. Vấn đề ở đây là chúng ta có tham gia vào cái quá trình để tố cáo tội phạm hay không, chúng ta có đủ cơ sở bằng chứng để tố cáo tội phạm hay không, và chúng ta có những cái công cụ để giám sát nhà nước hay không. Ở đây khi nói tới công cụ giám sát nhà nước thì các bạn cũng nên nói thế này: các bạn buộc phải có đủ trình độ để quản lý nhà nước. Nhà nước do các bạn bầu ra, các bạn quản lý. Mời các bạn đi họp tổ dân phố, các bạn có bao giờ đi không? Giờ tôi hỏi các bạn là họp tổ dân phố các bạn có đi không? Họp khu phố các bạn có đi không? Phường mời các bạn họp các bạn có đi không? Các bạn được thoái thác trách nhiệm đưa người già trong nhà đi, các bạn nó không rảnh, giao cho người già trong nhà đi. Đến khi các bạn không nắm vấn đề và không có tiếng nói, nghĩa là người ta đi người ta không nói được ý kiến,
người ta lớn tuổi, người ta nhận thức chậm, cho nên người ta không nói được ý kiến người ta, cuối cùng ra quyền lợi bị mất đi. Thì lúc đó các bạn nói, ủa sao bữa đó không kêu tôi, rồi các bạn bảo rằng quyền lợi các bạn bị mất, thấy không? Đó chính là do các bạn không chịu tham gia quản lý xã hội thông qua cái hoạt động của cử tri chính các bạn. Các cái đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội ở từng địa phương đều có cái lịch tiếp công dân, đều có cái lịch để tiếp xúc cử tri. Mà khi họ tổ chức, họ mời các bạn lại không đi, lúc đó các bạn lại chê trách. Các bạn nói tiếng nói các bạn không có, đúng không? Cái điều nữa tôi nói các bạn chống cộng hải ngoại, tôi góp ý